Chào mừng quý vị đến với những thông tin mới nhất về tình hình chính trường thế giới 24 giờ qua trên kênh tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi sẽ bắt đầu với những nội dung chính sau đây. Dụ tin đồn về nhóm chuyên gia giúp Ukraine tấn công cầu Kerem. Ông Zelensky nói về cường độ tập kích của Nga sau 4 ngày liên tiếp. Chiến sự Nga-Ukraine gây cấn đường đua chủ trì hòa đàm. Mỹ-Canada áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga sự bất mãn tăng lên, điều này có thể dẫn đến xung đột xã hội ở Ukraine. Một đòn nhắm nhiều đích của Nga Su-34 Nga không kích chính xác, phá hủy sở chỉ huy của Ukraine ở hướng Kupian. Dụ tin đồn về nhóm chuyên gia giúp Ukraine tấn công cầu Kerem. Một tuyên bố do Grey Jones đăng tải cho hay, một nhóm các chuyên gia tình báo quân sự Anh tự do với Chris Donnelly đứng đầu, đã làm việc cho văn phòng Odessa của cơ quan an ninh Ukraine từ tháng 4 năm ngoái. Gray Jones từng công bố các tài liệu bị do dỉ, chứng minh mối quan hệ hợp tác giữa họ vào tháng 10 năm 2022 sau vụ tấn công đầu tiên nhằm vào cầu kết. Việc xem xét lại các tài liệu bị do dỉ do Gray Jones tiết lộ trước đây, cung cấp cơ sở vững chắc để một lần nữa quy trách nhiệm cho nhóm của Donnelly. Hãng tin viết, khi nhắc đến vụ tập kích của các xuồng không người lái nhằm vào cây cầu nối bán đảo Crimea với đất liền Nga hôm 17 tháng 7, khiến một cặp vợ chồng dân thường thiệt mạng và con gái của họ bị thương. Donnelly được mô tả là nhân viên tình báo cấp cao và là cựu cố vấn cao cấp của NATO. Graydon cáo buộc người này sử dụng mối quan hệ xuyên quốc gia liên quan đến các công ty như Prevan Partner và Thomas Ingweslow để quản lý và sự đóng góp của London cho cuộc chiến ủy nhiệm trong tầm tay. Theo Greyjohn, hai công ty trên đã ký kết thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật cho chi nhánh SBU ở Odessa vào tháng 4 năm 2022, bao gồm cả việc sử dụng phương tiện không người lái do thám để theo dõi đường bờ biển và các hoạt động của Nga, truy cập hình ảnh vệ tinh để hỗ trợ các chiến dịch quân sự an ninh. Một chuyên gia về tình báo địa không gian tại Brainvan đã gửi cho SBU một bài thuyết trình có tiêu đề Gói thông tin về cầu Kerch, trong đó vạch ra nhiều kế hoạch phá hủy cây cầu một trong số đó là cho nổ một bình chứa ammoniac nitrat ngay dưới cầu, tương tự vụ nổ tàn phá thủ đô Beirut của Lebanon vào hồi tháng 8 năm 2020, khiến ít nhất 214 người chết. Gray Jones viết thêm rằng, các cố vấn Anh cũng hỗ trợ Ukraine nhắm vào các mục tiêu tình nghi là cộng tác viên của Moscow tại các vùng lãnh thổ đang nằm dưới sự kiểm soát của Kiev. Kiev và Moscow hiện chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên. Ông Zelensky nói về cường độ tập kích của Nga sau 4 ngày liên tiếp. Tổng thống Ukraine Zelensky đã đưa ra tuyên bố về các cuộc tập kích tên lửa tầm xa liên tiếp của Nga kể từ sau khi cầu Kerem bị tấn công. Nga đã sử dụng gần 70 tên lửa với nhiều chủng loại và gần 90 máy bay không người lái UAV tự sát để tập kích thành phố Odessa, Mykolaiv và các khu vực khác ở miền Nam trong 4 ngày qua. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Tất nhiên, các binh sĩ của chúng ta đã bắn rơi một số tên lửa và UAV của đối phương. Tôi gửi lời cảm ơn tới mỗi người lính phòng không vì điều này, ông Zelensky nói. Tuy vậy, ông Zelensky thừa nhận các cuộc tập kích của Nga đã gây thiệt hại đáng kể. Thật không may, năng lực phòng không của Ukraine chưa đủ để có thể bảo vệ hoàn toàn bầu trời, ông Zelensky nói. Tổng thống Ukraine khẳng định sẽ làm việc với các đối tác một cách tích cực nhất có thể để bổ sung các hệ thống phòng không tới Odessa cũng như các thành phố khác. Trước đó, ông Zelensky nói rằng các cuộc tập kích gần đây dường như là nỗ lực lớn nhất của Nga nhằm gây thiệt hại cho thành phố cảng Odessa. Ông Mikhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận Nga đang chiếm ưu thế trên không và quân đội Ukraine phải đối mặt với không ít khó khăn. Trong cuộc tập kích ngày 20 tháng 7, không quân Ukraine nói Nga đã sử dụng 19 tên lửa hành trình và 19 UAV tự sát. Trước đó, Nga đã phóng tổng cộng 63 tên lửa và UAV vào hàng loạt mục tiêu ở Ukraine. Trong cuộc xung đột, Odessa là thành phố cảng chủ chốt có ý nghĩa chiến lược của Ukraine. Kiev đã biến thành phố thành pháo đài, bổ sung các hệ thống tên lửa chống hạm và giải mìn ở vùng ven bờ nhằm ngăn khả năng các tàu chiến Nga tiếp cận. Gần đây, thỏa thuận ngũ cốc biển đen đã chính thức hết hiệu lực. Nga cảnh báo tàu thuyền tìm cách tiếp cận cảng Ukraine từ ngày 20 tháng 7 sẽ bị xếp vào diện nghi ngờ trở vũ khí. Chiến sự Nga-Ukraine gây cấn đường đua chủ trì hòa đàm. Sự thật là Mỹ và Trung Quốc đang âm thầm chạy đua cho kế hoạch chủ trì đàm phán hóa giải kết thúc chiến sự Nga-Ukraine. Ngày 19 tháng 7, đại diện thường trực phái đoàn Trung Quốc tại Liên hợp quốc một lần nữa đề xuất giải pháp chính trị cho chiến sự Nga-Ukraine. Lời kêu gọi được nhấn mạnh là đề xuất riêng của Bắc Kinh. Ông Cảng Sảnh, quan chức ngoại giao trẻ tuổi của Trung Quốc, phó đại diện phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đưa ra nguyên tắc có phần đối lập với hành động của phương Tây rằng các biện pháp quân sự không thể giải quyết được khủng của khủng hoảng Đông Âu. Cho dù kéo dài bao lâu thì sau cùng, chiến sự Nga-Ukraine chỉ có thể được giải quyết thông qua các biện pháp chính trị. Bất kỳ giải pháp nào cho cuộc xung đột phải duy trì một khái niệm an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững, ông Cảnh Sảng nhận định khác với các quan chức phương tây, người đại diện các tổ chức quốc tế có thể đề xuất ý kiến cá nhân nhưng với Trung Quốc, khi phái viên của họ phát biểu trên trường quốc tế có thể hiểu đó là quan điểm chung thống nhất của giới lãnh đạo tối cao của quốc gia này. Có thể thấy đến thời điểm này kế hoạch 12 điểm của Trung Quốc là giải pháp toàn vẹn nhất bám sát các quy tắc luật lệ quốc tế. Sở dĩ kế hoạch này không được quan tâm là do Washington không muốn để mất nhiệm vụ toàn cầu và tay đối thủ sau khi kế hoạch 12 điểm được Bắc Kinh đưa ra hồi năm ngoái không phát huy tác dụng, dù Moscow bày tỏ thái độ tán đồng, nhưng phía Ukraine đồng minh không ủng hộ. Lần này, ông cảnh sảng gói gọn lại 4 điều kiện, kêu gọi Nga, Ukraine ngồi vào bàn đàm phán, hạn chế tác động lan tỏa của cuộc khủng hoảng, giải quyết các vấn đề nhân đạo, đảm bảo an ninh an toàn hạt nhân, đặc biệt tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Phát biểu này cũng thuần túy chính trị, không có khả năng phá vỡ hàng loạt mâu thuẫn trên chiến trường, cũng như giải quyết tình thế đối lập quan điểm mang tính hệ thống Đông Tây mà đại diện là Trung Quốc và Mỹ. Điều đó một lần nữa cho thấy Trung Quốc tìm mọi cách tranh giành ảnh hưởng trên bàn cờ chính trị rất nóng bỏng ở châu Âu, đặc biệt sau khi các quan chức Mỹ rốt ráo xúc tiến hội nghị thượng đỉnh hòa bình mà không có sự tham gia của Moscow lẫn Bắc Kinh. Những người trong cuộc như tổng thống Putin, tổng thống Zelensky, tổng thống Mỹ và các chính trị gia hàng đầu ở Tây Âu rất nhiều lần đánh tiếng về khả năng gặp gỡ, đối thoại song phương và đa phương. Song đến nay chưa có đột phá nào đáng kể. Vì sao? Nguyên nhân lớn nhất là các bên thiếu hành động cụ thể, tạo niềm tin cho đối phương và bị chi phối bởi chủ nghĩa phe phái. Ví dụ, Nga có thể thuận theo điều kiện của Trung Quốc nhưng Mỹ không chấp thuận. Ngược lại, các đề xuất trực tiếp của ông Biden với ông Putin bị Ukraine phản đối. Sự nghi ngờ lẫn nhau giữa Điện của Kremlin và Nhà Trắng bao trùm lên mọi động thái, gần nhất là sự đổ vỡ thảm hại của các cuộc tiếp xúc Nga-Ukraine ở Istanbul hồi tháng 3 và tháng 4 năm ngoái. Mỹ-Canada áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga Ngày 20 tháng 7, Mỹ và Canada đã bổ sung các biện pháp trừng phạt đối với Nga liên quan xung đột tại Ukraine. Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ cho biết nước này áp dụng biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 18 cá nhân và hàng chục tổ chức của Nga. Quyết định này nhằm hạn chế nguồn thu của Nga từ thị trường kim loại và khai thác khoáng sản, hạn chế khả năng tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế cũng như năng lực về năng lượng của Nga trong tương lai. Trong khi đó, Ngoại trưởng Canada thông báo áp đặt đợt trừng phạt mới với tổng cộng 39 cá nhân và 25 thực thể của Nga, trong đó có một số thành viên chủ chốt của Tập đoàn Quân sự Tư nhân Wagner. Politico dẫn lời một bác sĩ quân y của lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, sự bất mãn tăng lên, điều này có thể dẫn đến xung đột xã hội ở Ukraine. Tôi sẽ không che giấu sự thật rằng trong hàng ngũ quân đội đang dần hình thành tâm lý bất mãn và không ít binh sĩ bắt đầu tự hỏi tại sao một số người Ukraine chiến đấu, còn những người khác thì không. Bài báo viết, theo vị bác sĩ quân y, nếu chính phủ của Tổng thống Ukraine Zelensky không thay đổi cách thức tham gia của mỗi người dân Ukraine trong cuộc xung đột vũ trang, thì điều này có thể dẫn đến mâu thuẫn trong nước vì các binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine không hài lòng với sự bất công khi mà không phải tất cả công dân đều phục vụ trong quân đội hoặc đóng góp bằng cách nào đó. Ông cũng chỉ ra rằng các chiến binh của lực lượng vũ trang Ukraine cảm thấy kiệt quệ về tinh thần và thể chất vì nhiều người trong số họ đã ra tiền tuyến được một năm. Trước đó, một người lính đánh thuê người Úc cho biết về sự độc đoán của các chỉ huy trong hàng ngũ của lực lượng vũ trang Ukraine. Chỉ vài giờ sau khi chiếc cầu vượt biển nối Nga với bán đảo Crimea bị tấn công, làm cho hư hại lần thứ hai kể từ khi bùng phát cuộc chiến ở Ukraine giữa Nga và Ukraine, chính phủ Nga tuyên bố không gia hạn hiệu lực của thỏa thuận về vận tải xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine bằng đường biển qua Biển Đen. Thỏa thuận này được ký kết giữa Nga và Ukraine vào ngày 22 tháng 7 năm 2022 ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ với sự trung gian của Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Cho tới nay, nó là thỏa thuận duy nhất giữa Nga và Ukraine kể từ khi bùng phát cuộc chiến ở Ukraine. Nhờ thỏa thuận này, Ukraine xuất khẩu được gần 33 triệu tấn ngũ cốc, đưa lại thu nhập vô cùng quan trọng đối với Ukraine trong tình cảnh chiến tranh hiện tại. Nó có hiệu lực ban đầu 120 ngày và có thể được Nga và Ukraine gia hạn hiệu lực thêm với chu kỳ 60 ngày tiếp theo. Cuối mùa thu năm ngoái, Nga đã từng tạm thời ngừng hiệu lực của thỏa thuận này sau khi Ukraine tiến hành một số cuộc tấn công quân sự vào bán đảo Crimea. Điều kiện của Nga cho việc chấp nhận thỏa thuận này là các nước phương Tây không còn ngăn cản Nga thanh toán xuất khẩu nông sản và phân bón thông qua mạng lưới hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Trước khi cây cầu bị tấn công làm cho hư hại lần thứ hai, Tổng thống Nga Putin đã đề cập đến khả năng phía Nga không tiếp tục gia hạn hiệu lực của thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc nói trên và sẽ trở lại thỏa thuận này khi những điều kiện của Nga được các nước phương Tây đáp ứng. Ukraine là quốc gia xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới, xuất khẩu chủ yếu bằng vận tải đường biển qua biển đen. Thỏa thuận này vì thế vô cùng quan trọng và có lợi cho Ukraine về kinh tế và thương mại. Ukraine có thể xuất khẩu bằng đường bộ, xe tải và xe lửa hoặc bằng đường hàng không qua các nước thành viên EU, nhưng với chi phí vận tải rất cao, khối lượng không thể nhiều và vấp phải phản ứng bất lợi không hề nhỏ từ phía dư luận và nông dân ở các nước thành viên EU liên quan. Ukraine bị hạn chế xuất khẩu ngũ cốc thì giá ngũ cốc trên thị trường thế giới sẽ biến động và tăng chuỗi cung ứng ngũ cốc toàn cầu bị gián đoạn, nguy cơ xuất hiện nạn đói ở một số nơi, đặc biệt ở châu Phi, không thể được loại trừ. Thỏa thuận này có lợi cho Nga cả về chính trị lẫn kinh tế và thương mại, giúp Nga gây khó cho Ukraine, phân rẽ Ukraine với các nước phương Tây và tăng thế trong mối quan hệ đối với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Quyết định của Nga ngừng hiệu lực của thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc nói trên không phải là điều được phía Nga quyết định chắc chắn từ cách đây từ lâu mà liên quan trực tiếp đến những diễn biến mới đây nhất Nga đưa ra quyết định này nhắm đồng thời vào Ukraine, EU, NATO và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời nhắm cả vào các quốc gia châu Phi. Một khi Ukraine tăng cường hoạt động quân sự tấn công vào lãnh thổ Nga, vào Crimea và cây cầu này, thì Nga đương nhiên sẽ không thể để cho Ukraine tiếp tục thu lợi nhiều từ thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc này. Ukraine lệ thuộc vào sự tồn tại và hiệu lực của thỏa thuận này nhiều hơn Nga. Thỏa thuận này được Thổ Nhĩ Kỳ coi là một thành quả to lớn và điển hình của vai trò và ảnh hưởng ngoại giao trung gian, hòa giải giữa Nga và Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ tận dụng mối quan hệ đặc biệt với Nga để tạo thế và gia tăng thế trong NATO đối với EU và Ukraine. Nhưng vừa mới đây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã làm mấy việc khiến Nga không thể hài lòng. Ông Erdogan chấp nhận cho Thụy Điển gia nhập NATO. Tiếp đón ông Volodymyr Zelensky và thả năm chỉ huy của lực lượng Ajot về Ukraine, trái với những gì đã thỏa thuận với Nga. Cho nên, phía Nga dùng việc ngừng hiệu lực của thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc để dằn mặt Thổ Nhĩ Kỳ, để cảnh báo và gian đe chính ông Erdogan, để nhắc nhở người này chớ có vượt qua lần danh đỏ trong mưu tính chơi con bài Nga với NATO, EU và Ukraine, cũng như chơi với Nga, con bài EU, NATO và Ukraine. Nga dùng việc ngừng hiệu lực của thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine để phân rẽ Ukraine với các nước thành viên EU và khiến EU thêm khó khăn, khó xử trong nội bộ về việc giúp Ukraine xuất khẩu ngũ cốc bằng cách khác. Thông điệp của Nga là số phận tương lai của thỏa thuận này phụ thuộc vào hành động cụ thể của EU và Ukraine. Cũng bằng quyết sách nói trên, Nga tạo thế cho ông Putin nếu thực hiện chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 8 tới và cho cuộc gặp cấp cao giữa Nga và các quốc gia châu Phi dự kiến tổ chức vào cuối tháng 7 này ở Nga. Cuộc gặp cấp cao này là dịp và là diễn đàn rất thuận lợi và thích hợp để Nga tuyên bố trở lại thỏa thuận hoặc đưa ra điều kiện cho thỏa thuận mới. Nga rồi sẽ tiếp tục để cho Ukraine xuất khẩu ngũ cốc theo thỏa thuận đã có hoặc thỏa thuận mới sau khi tận dụng hết hiệu ứng đa dạng của việc tạm thời ngừng hiệu lực của thỏa thuận đã có. Nhóm Japat của Nga thông báo các máy bay chiến đấu của họ đã không kích và phá hủy một sở chỉ huy, gây thiệt hại về nhân lực và thiết bị của lực lượng Kiev. Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công khác nhằm vào bán đảo Crimea. Thống đốc Crimea, ông Sergei Asionov cho biết, cuộc tấn công nghi ngờ do máy bay không người lái thực hiện đã làm hư hại ít nhất 4 tòa nhà và khiến một cô gái trẻ thiệt mạng. Ông Asionov cho biết trên Telegram, máy bay không người lái đã không kích, 4 tòa nhà hành chính bị hư hại và ít nhất một người thiệt mạng. Tuy nhiên, ông không tiết lộ chính xác vị trí của cuộc tấn công. Đây là cuộc tấn công thứ tư của Ukraine trong vòng chưa đầy một tuần. Trước đó vào ngày 16 tháng 7, quân đội Nga đã chặn đứng một cuộc tấn công vào cảng Sevastopol. Vào ngày hôm sau 17 tháng 7, lực lượng Ukraine tấn công cầu Kerem bằng hai máy bay không người lái. Vụ tấn công khiến hai dân thường thiệt mạng và một cô gái bị thương. Vào ngày 18 tháng 7, các lực lượng Nga đã bắn hạ 28 máy bay không người lái gần Kerem. Sau đó ngày 19 tháng 7, đám cháy đã bùng lên dữ dội tại một nhà kho quân sự ở quận Karoski của Kerem. Nguyên nhân của vụ việc đến nay vẫn chưa được tiết lộ. Các cuộc tấn công gần đây vào Crimea có khả năng được thực hiện để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi những tổn thất nặng nề về vật chất và con người của lực lượng Kiev trên các mặt trận. Vào ngày 20 tháng 7, nhóm lực lượng Japat của Nga thông báo các máy bay ném bom chiến đấu Su-34 của họ đã không kích và phá hủy một sở chỉ huy cũng như nơi tập trung nhân lực và thiết bị của Lữ đoàn Cơ giới riêng biệt số 14 thuộc lực lượng vũ trang Ukraina gần Kucheroka hướng Kupian. Pháo binh của nhóm này cũng đã chặn đứng nỗ lực luân chuyển quân giữa các đơn vị của lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ riêng biệt số 103 gần Barastovi. Ngoài ra, hỏa lực xe tăng và pháo binh đã tấn công vào các vị trí của lữ đoàn cơ giới riêng biệt số 14 và các đơn vị phòng thủ lãnh thổ ở gần Kisloka, Ivanoka và Kotiaroka. Tổng thiệt hại của Ukraine theo hướng này lên tới một trung đội bộ binh, một xe bọc thép, hai phương tiện và một kho đạn. Một trạm radar phản pháo ANTPQ-50 do Mỹ sản xuất cũng bị phá hủy gần Petchanoi. Lực lượng phòng không của nhóm này cũng đã bắn hạ hai máy bay không người lái, Furia và Poseidon của lực lượng ép ở khu định cư Tavon Janka và Jonevi. Các video trên chiến trường mới được công bố cho thấy các lực lượng ép đã phải chịu nhiều tổn thất ở Lugan và Japorohi, bao gồm cả xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, và xe tăng M55S do Slovenian cung cấp. Một đoạn video khác cho thấy các cuộc không kích chính xác của Nga nhằm vào một vị trí quân sự của lực lượng Kiev ở Ba Mút. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!